Chào các bạn. Giờ hai vợ chồng mình sẽ nấu canh chua để ăn cơm trưa ha. Bữa nay mình đi chợ á, mua được mấy con cá rất là ngon nên là mình sẽ nấu canh chua. Với bữa nay cái lá lục bình ở trước cửa nhà mình á, nó có bông rồi, mình hái vài bông vô mình nấu canh chua trưa nay hai vợ chồng mình ăn. Rồi, canh chua này có cá lóc nha các bạn. Cá lóc này là cá lóc đồng vậy mình mua. Rồi đây là bông lục bình. Mình sẽ nấu bông lục bình với rau muống. Rồi bây giờ mình sẽ chế biến thôi nha các bạn. Nước bắt con đậu nó sôi hơi tiêu thôi. Mình bỏ cá vô. Cá này nó cũng dễ chín lắm. Giờ nó sôi bùng lên cái mình sẽ bỏ gia vị. Cho miếng muối, bỏ cá vô, cho miếng muối vô. Đáng lẽ mình nấu bằng me ha, nhưng mà mình biết xài cái gói lõi thái này luôn. Mình xài nửa gói này. Rồi nữa gói nấu lẩu. Mình xài bằng me đó cũng được, ngon hơn. Đây lên màu rồi nè các bạn. Nhưng mà tại mình làm biếng nêm nếm á nên mình xài cái gói này. Phía trước là mình nấu cá chốt với cái cây lục bình, cái thân nha. Còn nay là mình nấu cá lóc với bông lục bình nha các bạn. Cái này mình dùng bịch nấu lẩu để mình nấu. Rồi giờ xong để nắp lên trời nó sôi bừng lên rồi mình bỏ rau vô nha các bạn. Rồi giờ nước sôi lên giờ mình sẽ nêm nếm và bỏ rau luôn nha các bạn. Mình để cá luôn trắng mấy bạn. Thôi mình sẽ cho rau muống. Rau muống. Là mình bỏ rau muống trước tại rau muống nó cứng, khó chín. Còn bông lục bình là chút chuẩn bị nhặt xuống cái mình mới trụng vô cái là ăn luôn nha các bạn. Mình bỏ đủ hai vợ chồng mình ăn không các bạn. Lặt thì lặt nửa lọn vậy đó, nhưng mà tới bỏ mình bỏ đủ thôi. Tại vì cái này mà để ăn lần hai nó không có ngon. Thơm mới bạn ơi, nói chung nó thơm, ta đói bụng quá rồi, giờ thơm dữ lắm rồi đó. Rồi mình chờ nó sâu lên cái là mình bỏ bông lục bình vô và ăn thôi nha các bạn. Rồi rau nó sâu lên rồi mấy bạn. Giờ bỏ rau nêm luôn. Ủa bỏ rau nêm trước luôn hả em? Bỏ rau nêm luôn. Vậy là chờ cái rau muống nó chín là mình cắt mình bỏ rau nêm vô luôn nha các bạn. Bỏ rau nêm luôn vô luôn. Nó thơm ha. Vậy là bông lục bình là mình bỏ cuối cùng. Đúng rồi, bông lục bình là bỏ cuối cùng. Nó sôi bừng lên nè. Giờ em sẽ bỏ ra một bình vô để nhắc xuống. Nó giống như bông điên điển vậy đó. Nó bông điên điển đi. Bữa nào mình mà hái bông điên điển mình nấu cho các bạn xem nha. Mình sẽ làm một món ăn là canh chua bông điên điển nha các bạn. Nhà mình hay ăn chua lắm mấy bạn. Nói chung bữa nay mình làm bông lục bình này. Vài bữa mình sẽ làm cái bông điên điển ha. Mình nấu cái bông điên điển cho các bạn xem ha. Đó, bông lục bình nhìn rất là đẹp các bạn. Màu tím rất là đẹp. Rồi. Rồi vậy bây giờ xong mình tắt nhặt xuống và mình ăn thôi nha các bạn. Rồi bữa trưa của mình hai chồng mình đã làm xong rồi nha các bạn. Đây là có thêm món tép rang này làm sáng mới hâm lại cho nóng ăn chung luôn. Còn đây là cái tô canh bông lục bình đây các bạn đó, còn cái bông màu tím luôn nha, rất là đẹp. Rồi thôi giờ thèm lắm rồi, giờ hai chồng mình sẽ ăn nha. Rồi bữa trưa xong rồi, giờ mời cả nhà cùng ăn cơm với hai chồng mình nha. Rồi mời cả nhà ăn cơm nha. Nói chung nấu bịch nấu lẩu này thơm cũng ngon lắm bạn. Rất là ngon nha, vừa ăn lắm.
Nói chung mình cái bông là mình chuẩn bị nhắc lúc ăn á, mình bỏ vô nha các bạn. Nói chung ăn rất là giòn, ngon, thơm. Chung cá là một bự, chung cá là bự ạ. À, cá lóc là bự, nó 200-300 gram đó. Nè, cá đầm, đậu đầm nha, đậu đầm không á. Mà sáng mình mua rẻ các bạn. Thấy nó ngon quá, nhưng mà bán rẻ tại vì cái này của mấy chị ở trong thấy ra bán á, ta tự làm ở nhà luôn. Rẻ. Cái này á, mà mình mua cái đợt mà mua ở trong mấy cái chỗ người ta sang cá á, cả trăm ngàn một ký á các bạn. Mà hôm nay cũng có cá nhiều rồi. Hôm nay cá ít lắm. Nói chung để bữa nào mình đi hai gần mình có gặp cá bán nhiều các bạn, mình mua về mình sẽ làm khô quay cho các bạn xem ha. Tép này là người ta đặt một cái vớt của nè. Nói chung ăn cái bông này ngon hơn cái cọng nữa. Bông là phải ngon rồi. Mình nhìn cái bông mà nó đẹp rồi, lên ăn chắc ăn cái ngon thế rồi. Nói chung cái gì nhìn đẹp bắt mắt rồi ăn rồi, chắc ăn cái ngon. Cá tươi á mấy bạn, ăn ngọt thật ngon. Nói chung là cái nước canh này ngon, rất là ngon đó. Ngon, vừa ăn lắm. Mà có cái bịch nấu rượu á, nó thơm à, nó thơm hơn là mình niêm me đồ không, nó không có thơm bằng. Mình nấu canh chua mà mình niêm me đồ không á, thì mình làm sấy cái củ hành á, ra cái củ hành tím á. Cái sau khi nấu xong á, mình bỏ lên nó cũng sẽ có mùi thơm giống vậy nè. Hai cái nhỏ mình á, hồi nãy mình nướng ra ba con cá, có ăn chung với một miếng súp, ăn xong chạy thuốc. Cá lóc á, cá lóc này là nãy mình nướng, nướng còn thơm á, có nói hồi hết ý luôn. Rồi, hai chồng mình kết thúc video tại đây các bạn. À, nói chung mình sẵn trưa về làm bữa cơm ăn rồi quay lại cho các bạn xem cho vui. À, với bạn nào mà chưa ăn hay là chưa làm thì mình biết cách làm nha. Hôm nay là mình nấu canh chua cá lóc với bông lục bình nha các bạn. À, nói chung ăn rất là ngon nha, bông bình ăn rất là giòn, thơm nữa. Rồi cũng không quên chúc các bạn có một bữa trưa thật ngon miệng nha. À, nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ hai chồng mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn.